Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức chọn lọc. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất hàng ngày. Doanh nghiệp dệt may tặng 70.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho người dân. Trước tình hình khan hiếm khẩu trang y tế trên thị trường và dịch bệnh virus nốc ngày càng diễn biến phức tạp, công ty cổ phần dệt may Huế đã sản xuất 70.000 khẩu trang vải kháng khuẩn tặng người dân trên địa bàn. Khẩu trang làm từ vải dệt kim có chức năng kháng khuẩn, chống tia cực tím, có thể giặt và tái sử dụng trong 30 lần. Đây, được xem là sự lựa chọn thay thế khẩu trang y tế hiệu quả trong những ngày cháy hàng sản phẩm. Này, 30.000 khẩu trang, sẽ, được đưa về đầu mối áp nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Số còn lại, sẽ phân phát cho các cơ quan khác trên địa bàn thành phố. Chị Quỳnh Hoa có hơn 22 năm làm công nhân may cho biết đây không phải là mặt hàng kinh doanh của công ty, nhưng chất lượng cầu quá lớn từ bà con. Vì dịch bệnh, cấp trên, đã đưa ra kế hoạch sản xuất gấp rút khẩu trang vải tặng người dân, trung bình một ngày, dây chuyền phải hoàn thành gần 2.000 chiếc. Biết khẩu trang này, dùng phục vụ cộng đồng. Các chị em mấy ngày nay ai cũng làm việc tích cực. Năng suất cao với mong muốn giúp mọi người có khẩu trang, để phòng bệnh chị Hoa chia sẻ. Mỗi người dân đến Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được nhận một chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn. Bây trừ, mà nhận được cái khẩu trang vải như gì thì quý quá rồi chị Hương P phú nhuận thành phố huế cho biết một số hình ảnh quá trình sản xuất khẩu trang bạn là người có tiếng nói trong xã hội hãy bình luận để thể hiện điều đó